Bị chưa? Đấy. Lấy hơi đây, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Sang luôn bờ bên này đi. Sang luôn bờ bên này. Sang luôn bờ bên này. Thế này bờ này đấy. Đúng rồi. Thôi không phải với phao nữa. Hả? Chỉ như thế thôi à? Nếu con bơi được một cái chiều ngang rồi đấy. Con bơi được một cái chiều ngang rồi đấy. Con bơi được một cái chiều ngang bẻ rồi đấy. Ừ. Cái phao ấy nó khó với. Bơi từ bên kia sang bên này rồi. Yeah. Siêu ấy. Ấy. Đuổi theo cái phao rồi cuối cùng bơi sang hẳn bên bờ bên này. Đấy. Cái kìa. Nó ở bên kia kìa. Thôi kệ nó. Ừ thôi. Thế bây giờ bơi sang bên kia nhá. Ok, làm được rồi. Làm lại lần nữa nhá. Làm lại một lần nữa thôi đi về. Đấy. Lôi lui ra đây. Đấy. Bơi sang cái chỗ cái thành bể bên kia. Đấy, chuẩn bị xong chưa? Ok, bắt đầu. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Rồi, sắp đến rồi. Cố lên. Cố lên, sắp đến rồi. Cố lên. Há miệng ra, hít hơi vào. Hít hơi vào. Đúng rồi. 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 Sao? Đấy, bơi được sang bên này rồi đấy. Ừ, con lên đây con nhảy một tàu một thành ấy. Yeah. Yeah, hơi mệt nhờ. Hơi mệt. Hơi mệt. Rất mệt. Hơi mệt. Uống hơi nhiều nước nữa nhờ. Uống nước không? Hả? Nhưng mà bơi được rồi. Đấy. Rồi hôm nay bơi được 2 vòng thế là tỏi rồi. Ok. Thế là bơi thế là giỏi rồi. Thành công rồi, ok. Nhá. Hả? Ừ, bơi được chiều ngang rồi. Hôm nào cố gắng bơi được cả chiều dọc nữa. Nhá. Ừ. Với lại chỉnh động tác cho đẹp nữa. Nhít vẫn chưa của tay được. Vẫn như bơi chó. Bơi chó ếch. Đúng không? Bơi chó ếch. Thôi thở đi, thở bong bóng đi. Thở bong bóng cho đỡ mệt. Nhắm mắt vào, thở bong bóng ra. Xong rồi móc đầu lên. Không cần kính nữa. Thở bong bóng đi, thở bong bóng đi, thở. Không cần, thở bong bóng. Không. Thở bong bóng đi. Nhanh không nó mệt. Thở đi, nhắm mắt vào thở. Có phải thở bóng kính không? Thở bóng kính nhá. Đây.